ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានភក្តីជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតទៅនឹងការបង្ហាញអំពីក្បាលម៉ៃក្រូហ្វូនរបស់ស៊ូបាទអូខេបាទមុននឹងចូលការបង្ហាញអំពីក្បាលម៉ៃក្រូហ្វូនស៊ូក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាការតេស្តសម្លេងឲ្យបងប្អូនផ្ទាល់ម្ដងនេះផ្លែបាទតេស្តសម្លេងរបស់បងប្អូនស្ដាប់ផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមបាទបើកមួយចំណុចបន្តិចបាទចំពោះក្បាលម៉ៃក្រូហ្វូនស៊ូបងប្អូន
JBL showroom tuần một sign lý có bàn đài bà ok bà chụp bu các bạn mày muốn số cứ số bàn bà thật lật các bạn mày có phun láng cứ vì miền ở dụ ca mà rồi cho nam chiêng hai bóng ổn bà chụp bu bóng ổn đài cất thẳng vật chìa dụ ca tràn bên tên chụp bu dụ ca tràn cứ bóng ổn lá quật đấng quật tục trận bên tên và tệ tông từ lừa các bạn mày có phun số bà buổi số việt phơi cả update chia rưới rưới tiếp tục từ lưới các bạn microphone các đôi chia mic record chia đam và cứ update thì ba chia rưới rưới rồi hỗn đó phải chạm bón ba miền này dụ ca chia một đôi chia nam chia hai nhưng cho mà bốn đăng thang cô nội phía xâm lý và các bạn microphone xuống xâm lý bảo biết phục cầm rất nè và mong bốn tay tay sạc kết mới khơi tha ca prapra các bạn microphone được bỏ xuống và nị đã đã ra bay bay quật và làm chia riêng từ lưới chạ là bay bay thống thống cứ quật tay tay chia rưới lưu các bạn mày cái phone số chỉ tụt tới cứ khuyên price ra mình tên lưu các bạn mày cái phone bỏ số nhé nào bóng phone bà ok bà chẳng biết tập năng thế là lấy những chôm mà đó ba k bằng hai là lưu các bạn mày cái phone số mày cái phone số khi trong bằng hai nó không bị ổn ý cứ bị miễn pi và phết bóng phone tệ tôn thì mũi cứ đồng mũi hay play pi hay mũi tiết cứ đồng mũi play mũi bà play mày cái phone số bị miễn đồng mũi play mũi bà xem ra bóng phone chỉ riêng từ mũi tại bà ok lấy nhóm bài hành môn cứ đồng mũi play pi bà số vì miên tam và phết cầm rạch bảo vệ bóng bồn bà cầm rạch đại tập bồn bỏ cứ tập cột PG bà tí pi cứ SM tí bay cứ beta để khi ông can phát tối bóng bồn bà cứ beta cứ chia mày bồn trong còi bỏ để số và lật màu bà cô nợ phía xâm lê nhau viên em bà lo mình tên hay châm pu bà lệ cái nạp xe cứ trong trong dây từ mũi tiếp từ lưỡi bàn microphone xù mình nhé lẽ cái nào bên sai bảo vía cứ bong phổn đại microphone bảo phép xem về ẩn miến cứ xù cứ bàn phực software mùi đậm bay svay nhộp nơi bà pre con sầm lên đã miến côn được phép lo nơi không đồng bọn bảo bong phổn cỡ đôi chân đồng bọn bọc nhóm bà giống như này tha vì miến bị tông mùi sầm lại bong phổn chót bà bị tông bị thả group group nó cứ bong phổn này chót nực không pe là bóng phun pra, u tơ hoa thả bóng phun pra nực không tiêu bóng phun, bóng phun chơi biệt group, group nâng cứ việc tầm khăn bên tên, đã bóng phun chơi tập pra, u tơ hoa bóng phun miên cả lại bóng phun nâng vì miên cả lại bậc cô seva, có đôi chơi seva bị chụp xem xin, tầm khăn chỉ chán, cứ bà cứ tơ ca pra nâng group nâng, hai chụp bút các bạn mày có phun bậc phép xin, vì ẩn miên bà chúng nói chuyện sẽ trăng năng tê tại nghĩa mà mưa xua vĩnh cứ vì miền chúng nói chuyện sẽ trăng năng ba vì lo mình tên cho buộc nhóm ba ok nó bây giờ bóng bóng pra cứ bóng bóng vô tập pra nó không đồng bóng cả đôi chiếc nhóm pra nó một nhóm cứ xến ba chưa được group xến bóng bóng vô tập pra cả lấy bóng bóng chưa được group xến bóng bóng pra nó không cả lấy bóng bóng vô tới đô thị tám cứ bóng bóng chưa được nơi group xến ba ok chúng nơi không cao prapra này mùi mùi sưu bàn bà phương bị tổng group này là bây ở bóng phụ trọng chứ được bây con là miên con phía xâm lý là ồ chúng mình này tha bây con đại bóng phụ chứ được cứ vì tệ tôn từ lưu tầm bọn ra bóng phụ tầm bọn bóng phụ khá miên sư và bà cô sư và ích rán vì tay tệ ạ rủ từ lưu các bàn microphone tụ tới bóng phụ lọc prapra chú phai bà bọn này miên sư và khán vô bị chlong cắt bà bề con ở việt long cắt chấn dân chiêng tới vì dân viên tây chay tây chấn vì tay tay đã đủ không nè bà tay xuống cứ bán phường mà lo cho trong chậm này đi cứ mong muốn con là cho bê tông group chùm nôn pi rư cộng bảy bùn đo mày nắng cứ viên đừng chơi rư lệ mui nè không được bọn nắng để lo bông phật xâm rạp ở bông phổ pra bà chấn xuôi mình tên tay bông phổ pi bông phổ chỉ lát đó nè bông phổ tay thì cho
បាទពេលបងប្អូនចម្លាក់ឧទាហរណ៍បងប្អូនយកមីក្រូហ្វូនរបស់ស៊ូនេះយកទៅប្រើនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនហើយស្ដាប់តែបងប្អូនចម្លាក់ពីផ្ទះបងប្អូនទៅលេងផ្ទះសាច់ញាតិអីចឹងបងប្អូនអាចចុចប៊ីតុងគ្រប់ចំនួន 2 ប្រើនៅไมโครโฟนមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានអំពីសេវាផ្សេងៗអូខេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងយកไมโครโฟนដែលមានមួយហើយនឹងដុំមួយមកបង្ហាញបងប្អូនហើយក៏ដូចជាសាក់តេសសម្លេងជូនបងប្អូនមិនតិចបាទហ្នឹងអូខេបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះមួយឡាយសិន បាទនៅក្នុងនេះគឺបាទไมโครโฟนស៊ូដែលមានដុំមួយហើយនឹងផ្លែក្បាលไมโครโฟนមួយអូខេចាំខ្ញុំទាញចេញឲ្យបងប្អូនមើលការវិកខ្ចប់របស់ស៊ូគឺអេមែនទែនបាទអានេះយើងកាន់ទៅប៉និតមែនទែនបាទអូខេបាទនៅក្នុងនេះគឺនេះបាទបងប្អូនមានតែមួយទេមួយផ្លែไมโครโฟนមានតែមួយទេបងប្អូនហើយនឹងជើងរបស់វាមានតែមួយដែរ ហើយនេះគឺជាអាដាប់ទ័របស់វាទៀតឥឡូវខ្ញុំបិទខ្ញុំដាក់នេះក្រោមអូខេបាទនេះបាទដុំមួយដុំតូចបាទបងប្អូនតូចស្រួលនេះไมโครโฟนគឺដូចគ្នាបាទតាដូចគ្នាតែអត់ទេបងប្អូនវាដូចគ្នាមែនតែបងប្អូនប្រើគឺវាខុសគ្នាវាមានតែកូនលេខរបស់វានៅកន្ទុយគឺយើងមើលលើក្បាលไมโครโฟนដូចជាមើលនឹងដុំវាត្រូវគ្នាបានវាស្កែនទៅស្គាល់គ្នាអូខេបាទ โอเคតើគោលបែតតាដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចង់ចំណាយទៅលើការប្រើក្បាលไมโครโฟนច្រើនក៏ដូចជាយើងគាត់ថាយើងយកទៅប្រើតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទយើងជ្រើសរើសក្បាលไมโครโฟนតែមួយក៏បានដែរបាទវាមានពីរហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺដូចតែไมโครโฟนពីរដូចគ្នាបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានតែត្រង់ចំណុចនឹងដូចគ្នាបាទតែជ្រើសរើសប្រេកង់របស់តំបន់ដូចគ្នាបាទ មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបញ្ជាក់បងប្អូនមួយទៀតគឺក្បាលไมโครโฟนរបស់ស៊ូសំឡេងរបស់វាគឺថ្លាច្បាស់ហើយវាមានក្រអួននៅក្នុងហ្នឹងបាទក្រអួនហ្នឹងមានន័យថាវាលាយគុណភាពសំឡេងទឹកដមឲ្យយើងស្ដាប់ទៅវាមានអារម្មណ៍ថាសតុនហើយយើងច្រៀងទៅមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានគុណភាពសំឡេងល្អមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ ចឹងបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់នៃការតេស្តសម្លេងទៅលើក្បាលไมโครโฟนស៊ូមួយនេះគឺបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបើសម្លេងរបស់វាបែបណាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានไมโครโฟนរបស់ស៊ូមួយនេះបងប្អូនអាចមកកាន់ JBL ស៊ូរួមទុនមកផ្សាយនេះបានហើយតម្លៃរបស់ក្បាលไมโครโฟนក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់ไมโครโฟนខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0978 7467 48 47 447 ហើយមួយខ្សែទៀត 032 7 67 447 បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត